Thần Vương dấu ấn Vietstream 2023. Vietstream 2023 với chủ đề nâng tầm chuỗi giá trị diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Đây là hội chợ triển lãm có quy mô lớn về ngành tôm Việt Nam nói riêng, cũng như khu vực Đông Nam Á và châu Á nói chung. Tham gia hội chợ triển lãm có 200 gian hàng đến từ 150 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hoạt động trong tất cả lĩnh vực liên quan đến ngành tôm và ngành thủy sản, từ con giống, thức ăn, chế phẩm, thuốc, quy trình, công nghệ. Năm 2023, ngành tôm đặt mục tiêu diện tích nuôi đạt 750.000 ha, sản lượng tôm các loại hơn 1 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu trên 4,3 tỷ đô la Mỹ, ngành tôm Việt Nam liên tục đạt tăng trưởng tốt về diện tích, sản lượng và giá trị xuất khẩu, mang nhiều hy vọng về tiềm năng phát triển của ngành tôm trong những năm tiếp theo. Tham gia sự kiện Vietstream 2023 mang phương châm kết nối, giao lưu, học hỏi, chia sẻ sản phẩm và quy trình đến người nuôi tôm trên cả nước, cũng như các công ty bạn cùng ngành thủy sản trong nước và quốc tế. Luôn giữ vai trò nhà tài trợ kim cương trong nhiều năm, Thần Vương tiếp tục mang đến những chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ mới trong kỹ thuật và sản phẩm. Với điểm nhấn mô hình quy trình nuôi tôm sinh học, Thần Vương cam kết chia sẻ giải pháp tối ưu, hỗ trợ người nuôi tôm trong việc quản lý tốt môi trường vật nuôi, phòng bệnh hiệu quả, nâng cao sức đề kháng, giảm thiểu thấp nhất các yếu tố gây bệnh trên tôm nuôi. Qua chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, vinh dự được đón chứng nhận GMP WHO đạt yêu cầu thực hành tốt sản xuất thuốc, thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc, thực hành tốt bảo quản thuốc do Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép vào đầu năm 2019 là một minh chứng cho chất lượng sản phẩm của công ty. Thần Vương tự hào là đơn vị sản xuất thuốc thủy sản luôn được quý khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Cùng đội ngũ mạnh từ nghiên cứu, phát triển, đến sản xuất. Song song với đầu tư về công nghệ, máy móc hiện đại là nền tảng vững chắc để Thần Vương vươn cao và vươn xa hơn nữa trên con đường phục vụ quý khách hàng. Thần Vương xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian ghé thăm gian hàng của chúng tôi và chia sẻ ý kiến đóng góp. Sự quan tâm và đóng góp của quý khách hàng là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục cải tiến và phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm và dịch vụ của Thần Vương đã đem lại cho quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất và đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Mong sẽ có cơ hội được phục vụ quý khách hàng trong tương lai.